Alo, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn khi mà chia sẻ dữ liệu trong mạng LAN. Thì ví dụ khi bạn chia sẻ toàn bộ ổ D này, của em nó không có gì, ví dụ chia sẻ ổ D cho các máy khác nha, đây nha, toàn bộ dữ liệu đây nha. Thì khi các bạn chia sẻ này, có một cái chú ý là bình thường này các bạn là property này, sharing này. Đấy. Mục share này các bạn chọn advanced share này. Đấy. Permission này. Đấy, các bạn thấy là everyone như này là tưởng là được rồi nhưng chưa phải đâu. Đây mới là cái ấm cấp độ là điều kiện cần, tức là chia sẻ các máy khác nhìn thấy cái ổ này. Đấy, everyone nhìn thấy ổ này. Còn để mà everyone truy cập được vào ổ này thì các bạn phải để ý là cái mục security. Đấy. Security các bạn là để ý này, tất cả là nó everyone đây rồi nhá. Ok, thêm một cái mục nữa đây. Sang cái mục sharing này, everyone rồi này, auditing này, các bạn cũng cho everyone nốt, cứ cái gì có ở đây các bạn cho everyone hết. Đấy. Everyone, ok. Ok, sang mục effect ship cũng everyone luôn. Đấy nhá. Everyone. Ok. Đấy, các bạn chú ý là tất cả everyone hết nha, có everyone này. Sharing có everyone. Có đi có everyone. Rồi ok. Đấy. Đấy, nó phải mất thời gian để nó apply tất cả các file. Mình cancel đi cũng được. Rồi bây giờ ví dụ một cái máy khác muốn truy cập vào cái máy này, đúng không? Bây giờ chúng ta phải mở một cái máy khác. Rồi, mình sẽ tạm dừng lại. Các bạn chú ý là còn thêm một cái mục là các bạn phải tắt tường lửa đi nhá. Đây các bạn vừa tắt tường lửa đi này. Open network sharing này. Trên network setting này. Windows Defender Firewall này. Đấy, nó đang bật tường lửa này, các bạn sơn lập tường lửa hết đi. Sơn lập này, sơn lập này. Ok này. Đấy. Và vào cái chế độ sang cái mục sharing. Đây, Train Advanced Sharing Setting. Đấy, các bạn xem là đã turn on chưa. Rồi, con này là turn on network rồi. Đấy, turn on này. Đây, chỗ này vẫn chưa turn on này, các bạn phải turn on nó lên này. Đấy. Turn up password setting đi này. Thì nó không hỏi mật khẩu này. Save setting này. Rồi. Đây. Ok. Đấy, như vậy là được nha. Mình sẽ đem vì là không có cái máy ở đây nên là mình sẽ minh họa như vậy đến đây. Còn nếu mà gặp lỗi làm gì nữa các bạn inbox hỏi mình.